Thưa quý vị và các bạn, quyết định hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính ở Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 vừa qua đã trở thành một bước ngoặt đối với cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam, tiếp thêm động lực cho họ để có thể tự hào sống thật với con người của chính mình. Đối với riêng những người chuyển giới nữ, giờ đây họ đã được nhìn nhận như những người phụ nữ đích thực. Những ngày lễ, những ngày kỷ niệm dành riêng cho nữ giới cũng vì thế mà trở nên ý nghĩa hơn. Cộng đồng chuyển giới tại Việt Nam đã gọi ngày 24 tháng 11 năm 2015 là một bước chuyển lịch sử khi Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Dân sự sửa đổi, hợp pháp hóa việc chuyển đổi giới tính. Cộng đồng LGBT, đồng tính, song tính và chuyển giới ở khắp ba miền trên cả nước ngay sau đó đã cùng nhau xuống đường để ăn mừng sự kiện này. Trong cộng đồng chuyển giới nữ ở Việt Nam, Lê Ánh Phong, một họa sĩ kiêm người mẫu, đã được nhiều người biết đến với nghị lực tìm lại chính mình và hành trình chuyển giới đầy dũng cảm. Và năm nay sẽ là năm đầu tiên mà Ánh Phong cùng với tất cả những người chuyển giới nữ khác tại Việt Nam có thể tự tin ăn mừng ngày lễ dành riêng cho nữ giới. Hôm nay nhân dịp ngày 8 tháng 3, ngày của những người phụ nữ trên toàn thế giới, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn, bạn Ánh Phong, một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng chuyển giới nữ tại Việt Nam, người cũng đã vừa xuất hiện trong đoạn băng trên của chúng tôi. Vâng, xin chào anh Phong. Rất vui vì bạn đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên thì xin bạn có thể chia sẻ với khán giả truyền hình đôi điều về công việc hiện tại của bạn. Chào bạn, mình rất là vui và hạnh phúc hôm nay có mặt ở trường quay. Trước kia mình tên là Lê Quốc Phong. Sau khi chuyển giới tính thì Phong lấy tên là Lê Ánh Phong. Hiện tại Phong là nhân viên của nhà hát Múa rối Thăng Long, Hà Nội. Quay ngược trở lại thời gian khi mà bạn công khai mình là một người chuyển giới, thì khó khăn lớn nhất lúc đó đến với cuộc sống của bạn là gì? Khó khăn lớn nhất với Phong đó là cái thời điểm đó là ba má mình rất là trước kia rất là phân vân và thậm chí là không cho phép Phong và thậm chí bắt Phong đi tu đi. Phong đã trải qua một quá trình rất là lâu, mấy năm liền để giải thích cho ba má và anh chị để hiểu, để cho phép Phong có tham gia cái cuộc đại phẫu thay đổi cuộc đời của mình đó. Và hiện tại ba má mình thấy mình đi con đường rất là đúng đắn. Về phía cộng đồng, những người xung quanh, họ đánh giá hay họ nhìn nhận về việc chuyển giới của bạn ra sao? Trước đám đông Phong bật nói ra thì cái giọng nam tính của mình vẫn còn một chút đó. Thì mọi người nhìn, không biết con trai hay là con gái xinh thế mà sao lại nói tiếng đàn ông. Đấy, mọi người nghĩ Phong là con gái mà nói tiếng đàn ông thôi, chứ người ta không có ý gì hay cũng không có cái gì là kỳ thị cả. Nói về tương lai thì bạn có thể chia sẻ một đôi điều về những dự án tương lai của mình được không? Ước mơ là Phong sẽ trở thành một nữ diễn viên. Đó là ước mơ từ bé của Phong. Tương lai thì Phong có, sắp tới là Phong sẽ có một cuốn phim nói về cuộc đời của Phong, tên là Finding Phong, thì vừa rồi cũng có đoạt giải ở một liên hoan phim ở bên Paris. Thật ra đó là một cuốn phim nhật ký của Phong, thì quay trong thời gian là gần 3 năm, Phong tự quay về cuộc sống hàng ngày của Phong đó, là lúc mà Phong thời là con trai và dùng hormone như thế nào và đi gặp bác sĩ như thế nào và cái cuộc hành trình đi qua Thái Lan như thế nào. Mình rất là vui và hạnh phúc với cái hình hài mới như này, bởi vì nó sống thật với bản thân của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh Ánh Phong thì còn rất nhiều các bạn trẻ của cộng đồng chuyển giới nữ cũng đang dần thể hiện và khẳng định tài năng của bản thân mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây để thấy rõ hơn về điều này. Nguyễn Kim Mai là gương mặt người mẫu quen thuộc trong cộng đồng chuyển giới nữ tại Hà Nội. Mai hiện là thành viên của câu lạc bộ người mẫu chuyển giới duy nhất tại Hà Nội với tên gọi Ruby. Kể từ khi gia nhập nhóm vào tháng 5 năm ngoái, Mai đã tham gia được hơn 30 show diễn thời trang lớn nhỏ. Trong hình hài mà mình quyết định thay đổi này thì mình cảm thấy rất tự tin và thoải mái khi mà được làm chính mình. Kim Mai hiện cũng đang theo học khoa tiếng Tây Ban Nha tại trường Đại học Hà Nội. Chia sẻ về quá trình thú nhận giới tính thật sự của mình với gia đình và bạn bè, Kim Mai tự nhận mình là người may mắn khi được mọi người xung quanh ủng hộ. Tôi đã biết Mai từ khi mà em mới bước chân vào trường. Và trong suốt thời gian đó thì cũng có nhiều sự thay đổi về ngoại hình. Nhưng mà điều quan trọng nhất đấy là tính cách của em thì vẫn luôn luôn là một người rất là hòa đồng với các bạn và rất nhiệt tình trong công việc. Mình với Mai quen nhau được 2 năm rồi. Mai là một người khá là nữ tính và bạn ấy rất là vui vẻ và hòa đồng, cũng rất giúp đỡ mọi người. Cũng như bao cô gái khác, Kim Mai cũng có những mong ước cho riêng mình nhân ngày quốc tế phụ nữ này. Mình nghĩ là cũng giống như hầu hết những bạn nữ khác,
thì mình mong muốn là tìm thấy một người, một tình yêu đích thực của đời mình. Không được may mắn như Kim Mai, nhà thiết kế thời trang Hà Minh Tuấn hay còn được biết đến với cái tên Hamin đã mất cả một chặng đường dài để tìm thấy con người thật của mình. Như khi mà lúc đấy khi mà nói ra ấy, thì mẹ mình hoàn toàn là sốc, không hoàn toàn không nghi ngờ gì, mình còn cũng mong là mẹ biết rồi ấy, thì nói ra thì mình cũng đỡ bị áp lực, nhưng mà mẹ hoàn toàn không biết gì và mẹ rất rất lo lắng, mẹ lo cho sức khỏe của mình, lo là mọi người sẽ có thể là kỳ thị mình. Kể từ khi công khai giới tính thật của mình, Hamin đã nhận ra mình có năng khiếu đặc biệt trong các công việc làm đẹp như trang điểm, thời trang hay tham gia làm nhà thiết kế cho các công ty người mẫu. Mình biết là mình đam mê thời trang từ rất lâu rồi, nhưng do không có điều kiện nên là mình không thể theo đuổi nó. Nhưng mà rất may mắn vì cái đam mê của mình nên mình đã nhận được rất nhiều cơ hội. Đầu tiên là mình nhận được một suất học bổng, thì mình có theo học thời trang chính thống. Với cộng đồng người chuyển giới nữ tại Việt Nam nói chung và với Hamin nói riêng, ngày 8 tháng 3 năm nay sẽ đánh dấu một ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đã quyết định thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Đây là 8 tháng 3 đầu tiên của mình trong tư cách là người con gái, cho nên mình rất là hồi hộp. Nhưng mà có lẽ là mình nghĩ là mình sẽ đi shopping và mua một bộ váy mới thật đẹp. Những cái tên như ca sĩ Hương Giang Idol, ca sĩ Lâm Chí Khanh hay những bạn trẻ như nhà thiết kế thời trang Vũ Tiến Mạnh đã ghi dấu ấn với công chúng, không chỉ vì họ là những nghệ sĩ chuyển giới mà còn bởi tài năng và sự nỗ lực không ngừng ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Họ là những đại diện cho những người chuyển giới nữ đang nỗ lực từng ngày để khẳng định vị trí của bản thân cũng như tiếng nói của cộng đồng LGBT Việt Nam. Chúng tôi mong rằng những hình ảnh vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu hơn về tâm tư cũng như là suy nghĩ của cộng đồng những người chuyển giới nữ tại Việt Nam và để thấy rằng họ đều là những con người rất tài năng. Và bây giờ quay trở lại với khách mời của chúng ta. Anh Phong này, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó là ngày quốc tế phụ nữ, ngày tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Bạn có thể chia sẻ đôi điều về những cảm nhận hiện tại của bạn cũng như là những mong muốn của bạn trong ngày 8 tháng 3? Trước kia Phong là con trai, hầu như là 20 mấy năm Phong chỉ có những ngày vui như ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam hay là người phụ nữ quốc tế, thì Phong chỉ có cô đơn và buồn bã và chỉ có nước mắt mà thôi. Hôm nay là nhân tiện ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ trên toàn thế giới, thì anh Phong rất là vui. Vui là bởi vì anh Phong đã được công nhận và được thừa nhận là mình là một người phụ nữ, là một người con gái. Và cái mong muốn của anh Phong đó là những người đã từng như anh Phong thì mọi người hãy can đảm lên, đứng lên đấu tranh quyền lợi của mình và đứng lên sống thật với bản thân của mình. Vâng, xin được cảm ơn anh Phong về những chia sẻ vừa rồi. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 thì chúng tôi cũng xin được chúc bạn và cộng đồng tất cả các bạn chuyển giới nữ luôn luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Còn riêng bạn thì tôi xin được chúc là ước mơ trở thành diễn viên nữ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến với chương trình. Cảm ơn bạn rất là nhiều.